Mình chào các bạn. Hôm nay thì cửa hàng Bảo Duy tiếp tục tiếp đón thêm một gia đình nữa từ ở bên huyện Châu Thành, Trà Vinh qua đây là để mua chiếc quay Thái này. Còn chiếc này là về thành phố Hồ Chí Minh. Tính ra là ngay lúc này gần 12 giờ trưa. Đây, ngày 21 tháng 10 2024 là cửa hàng Bảo Duy bán luôn một cặp đều là màu đỏ. Nhưng mà màu đỏ này đúng chuẩn của nó là bánh căm thắng đĩa nha. Còn chiếc này là chú từ Trà Vinh qua đây là chú lên mâm. Lên mâm như thế này mình sẽ cộng thêm là 3 triệu. Rồi, mình báo giá luôn. Giá của nó mình đang bán là 78 triệu 900 ngàn. Là đã bao gồm VAT rồi. Phí biển số ở huyện nó tầm khoảng chắc khoảng 2 triệu. Để mình xem lại cái cho chắc ăn ha. Phí biển số nha. Ở huyện đúng rồi, tầm khoảng 1,9-2 triệu. Thì huyện Châu Thành, Trà Vinh á, là nếu mà chú về tự làm biển số nó tầm khoảng là 1,9 triệu. Tầm khoảng đó. Còn nếu mà giấy tỉnh ví dụ như là thành phố Trà Vinh á thì tầm khoảng là 4,4 triệu. Các bạn thấy không? Tức là phí tỉnh á nó gấp đôi phí huyện nha. Cho nên là không bao giờ mà Khải Phạm báo giá ra lăn bánh là như vậy. Một cặp luôn. Đây. Đây là đúng chuẩn bánh căm thắng đĩa nè. Còn chiếc này á là bánh mông. Xe này thì lên công tắc đèn nè. Ha. Rồi ba ga nè. Rồi Tuấn lắp luôn cái này cho khách nè, sợi chày nè các bạn thấy không? Tặng luôn nha. Nổ máy rồi. Bây giờ nổ máy này trước. Nổ máy thì sao nha. Đó. Xe này thì mình đã có một clip riêng rồi ha. Còn clip này mình sẽ dành tặng cho gia đình của chú ở bên huyện Châu Thành nha các bạn. Đây, đi ô tô từ Trà Vinh qua đây nha các bạn. Dạ rồi, chào cả nhà nha. Chú đó các bạn, chú và xã của chú và con trai của chú nữa, bắt sập đi ô tô qua nha, biển 84 đó các bạn. Bây giờ Tuấn đã đổ xăng nè, câu bình rồi, đổ xăng sẽ nổ máy luôn nha. Đây, chiếc này Tuấn cũng đã cẩn thận gắn luôn để mà chống chạy cho khách nha. Tại vì nhiều khi mình quên đó các bạn, mình lắc tới lắc lui á, nó quơ nó chạy cái này, nó chạy. Chạy không nặng nhưng mà sẽ có dấu kiểu vậy. Đây, bây giờ mới câu bình nè. Bình ắc quy nó nằm vị trí đó nha các bạn. Lên mâm, mình nhắc lại nha. Bên mình cho dù là các bạn muốn lên mâm hay xuống căm á, là vẫn phải là đúng zin của Thái. Bao zin từng con ốc nè. Mâm đặt chuẩn nha. Có nút đàng hoàng nha các bạn ha. À, về phụ tùng xe này á, kỳ rồi mình có quay với bạn Mai á, là lật ở trong cái mâm ra ở trong á, nó có ma bạch ở trong các bạn. Đúng chuẩn Thái nha ha. Hột nè, đĩa nè, kẹp thanh nè. 70-90 bằng 17 inch nha. Đây, cái miếng này nó gơ nha các bạn. Chú nhanh lắm. Mới vừa đi vô, chưa đầy 10 phút nữa là chốt chiếc này mang ra luôn rồi. Tức là chú đã ngắm sẵn cái mẫu này rồi. Ngắm sẵn lên mâm rồi. Bên mình thì sẽ có lên mâm xuống căm sẵn. Tại vì hiện tại là khách có nhu cầu mà sử dụng xe về xe Thái này nè các bạn. Rất là nhiều hình thức. Có bạn thì thích lên mâm. Có bạn thì muốn xuống căm. Và thích màu đỏ này nhưng mà muốn xài mâm thì bên mình sẽ hỗ trợ lên mâm ha. Đây, bây giờ các bạn nhìn thấy màu đỏ này bây giờ nó đẹp đúng không? Đỏ tươi như các bạn, mà màu đỏ xe Thái, màu sơn xe Thái nói chung và cái màu đỏ này nói riêng á, màu sơn rất là đẹp nha ha. Các bạn nhìn nè, hôm qua thì mình cũng đón rất là nhiều khách từ phương xa, một chú từ Sài Gòn xuống rồi một anh trai cả gia đình luôn từ Cà Mau lên đây, rồi một chú nữa từ Cầu Quang Trà Vinh qua đây mua quay Thái, rồi bây giờ một chú nữa cũng là Trà Vinh nhưng mà huyện Châu Thành ở Trà Vinh. Mở cái đó ra là khả năng là sẽ gắn công tắc đèn. Rồi, đây là phần quà của cửa hàng nha các bạn, hai nón bảo hiểm, áo mưa, áo thun và hai cái móc khóa nha. Rồi. Đây. Ok. Để máy nổ luôn nha em, anh cho nghe tiếng bồn. Tuấn đang hướng dẫn cách sử dụng cái đèn đó các bạn. Cái bắt đèn. Ha. Nhà đèn nghe luôn á. Nó sao đâu. Dạ không.
không? Đây là cụm đèn hậu nha. Đây một lần nữa, địa chỉ Càng Mỹ Duyên ở số 67 đường Trường Lương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Như vậy là anh trai sẽ chạy về luôn nha các bạn. Thay mặt cái hàng Mỹ Duyên, mình cảm ơn hai cô chú và các anh trai nữa đã từ Trà Vinh lặn lội qua đây để mua xe nha các bạn. Từ huyện Châu Thành Trà Vinh, đây nè, chiếc Vios nè, Toyota Vios nè, thì số 84 nha. Chú, cô và hai anh trai, ba anh trai luôn chứ. Rồi, tranh thủ mình xem nha. Màu đỏ lên mâm. Đỏ mâm nha các bạn. Chuẩn bị giao khách luôn đó các bạn. Giao luôn nha. Anh ta sẽ chạy về luôn. Ok. Đỏ mâm hả các bạn? Đỏ mâm. Hồi nãy là đỏ căm rồi, bây giờ là đỏ mâm nha. Đây, đỏ căm. Hiếm có cái dịp mà quay cùng lúc hai bản như thế này ở phía trước lắm các bạn. Thật sự hiếm. Anh trai áo xanh nè, nói là êm quá. Êm quá. Rồi, bye anh luôn nha. Dạ rồi. Chào, chào anh. Dạ, bye cô. Bây giờ cô chú sẽ lên xe về, còn anh trai thì chạy về luôn đó các bạn. Chú ơi, bye chú nha chú. Bye chú. Rồi, xe này thì ship về thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ nói thêm vấn đề ship chút xíu. Bên mình sẽ ship toàn quốc cho các bạn. Với phí ship sẽ là miễn phí ở trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới Sài Gòn, Sóc Trăng quay về Cà Mau là sẽ hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Và nếu phải ship tới Hà Nội dòng xe như thế này, phí cũng chỉ từ là 500.000. Ship qua Trà Vinh, qua Bến Tre cũng chỉ từ vài trăm ngàn thôi các bạn, là những tỉnh thành mà không có tuyến quốc lộ A đi ngang đó các bạn. Và ship tới Hà Nội là 500.000. Ship qua bên An Giang, Kiên Giang vẫn ship bình thường, qua đảo Phú Quốc luôn cũng chỉ từ vài trăm ngàn vậy ha. Còn gì thắc mắc các bạn cứ liên hệ với nhân viên, mình sẽ ghi cho các bạn là 4 số di động lên trên màn hình để các bạn gọi vào mình tư vấn cho nó chi tiết. Tư vấn thêm về phí ship, giấy tờ, hồ sơ, thủ tục mình nhắc lại. Phí biển số ở huyện xe này tầm khoảng là 1.9-2 triệu, ở dưới tỉnh thì tầm khoảng là 4.4 triệu ha, gấp đôi với huyện đó các bạn. Một lần nữa, địa chỉ Càng Mỹ Duyên, số 67 đường Châu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Chào các bạn.